đi xe nữa lên đi. Chào bà. Vâng, chào bà. Chờ đoàn xuống đi. Dạ, không tục đây không đại diện vào xong đi thì họ vào không là cũng vào đều tất chứ. Ở đây thì tùy theo có người thì thế có người không. Thôi thì ta cứ vào tất vậy. Cứ vào luôn được. Dạ. Rồi, không đấy. Rồi cứ tiến hành đến đấy gần nó mình dồn tập trung vào đi vào luôn phải được. Thế là nó đẹp. Đội hình. Đẹp đội hình. Thế là đẹp. Hai ông đứng vào đi ông ơi. Ra đời đây tôi. Rồi chết. Chào mừng tất cả quý phụ nữ bên cạnh, thế chị cùng toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của đại hội nhà trai, chúng ta cùng chờ những gái uống nước ăn chờ để một phút mừng tương lai cho bạn đầu chia sẻ Thanh Thịnh và Ngọc Bích hôm nay. Và một lần nữa xin chào kính mời các cụ cô các bà có vị quý vào phía trong nhà xây chầu xây nước, và một bạn nam nữ thanh niên vào trong dạng uống nước xây chầu cùng hạnh phúc chúc tương lai cô dâu chú rể. Vâng, và xin mời chú rể Ngọc Bích, xin mời anh em về phía bàn danh dự của mình. Vâng, một lần nữa xin chào kính mời các phụ công các bà các vị quý vào phía trong nhà xơi chầu xơi nước, và một bạn nam nữ thanh niên vào trong dạp uống nước xơi chầu được hạnh phúc chúc tương lai cô dâu chú rể. Vâng, và xin mời đội ngũ nhân dân của gia đình chúng ta nhanh chân nhẹ bước vào lời những mục cưới tươi thắm nhất của mình để xuất nước mời chầu mừng các phụ công các bà cùng toàn thể con riêng bốn họ hai nhà. Vâng, ngay bây giờ vâng tổ chức này ngoài hội trường nhà gái chúng ta toàn nhân dân quý khách như khắp nơi những tỉnh Hà Nội, Hà Nam, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Nhiên, vẫn là quê hương Hà Nội chúng ta. Vậy là tổ đồng khách của nhà gái chúng tôi đón khách như đón mùa xuân, quý khách như quý người thân mới trở về. Đây là chuyện mời của gia đình họ nhà gái cũng như các lời cho cô dâu Thanh Thịnh. Họ đi vào phân tập với bà tất cả các cụ ông bà cô chú chú bác và toàn thể bạn bè thanh niên nam nữ của cô dâu chú rể. Chúng ta hội trường nhà gái uống nước ăn chầu để chúc mừng hôm nay cho cô dâu chú rể của chồng ngày hôm nay. Vâng, và xin mời đội ngũ quân thanh của gia đình chúng ta nhanh chân nhẹ bước vào lời những cười như thắm nhất của mình. Đến đông bạn đồng hoa tôi kia mãi mãi bên thằng trầu mãi sau tôi nửa chung nhìn cầu đại biến thương đẹp đôi vợ chồng theo anh về một chậu kỳ thang trên con đường nắng đổ trắng trang nó miên man theo từng bước chân nàng đã hấp tươi đắng tươi về trên thành đồ cháu không tài nhân cười
của nhà trai và nhà gái. Chúng ta đã làm được rất là lợi, đã giúp đề nghị anh em trong ban giám khảo nhà gái chúng ta hãy mang cát trở về để cho các bạn hành đò trong tập trình đó. Anh chưa ơi. Alo. Vâng, kính thưa toàn thể. Cô chị, chú bác, bạn bè thân hữu của cháu Thịnh, thì hôm nay thì tôi được sự đồng ý và đại diện của nhà trai. Trước tiên là có cái cầu xin đón dâu cháu Thịnh về làm dâu bên họ chúng tôi, cũng như là ông bộ và bà Thúy, thì được sự nhất trí của gia đình nhà gái. Hôm nay thì thường thường các cụ nói có câu thế này, này: một năm chỉ có một tháng thôi, mà một tháng thì chỉ có một ngày, mà một ngày thì có một cái giờ là giờ đẹp nhất. Thế đến cái lúc này là cái lúc mà chuẩn bị đến cái giờ đẹp nhất, chúng tôi xin đón cháu Thịnh về làm cháu dâu ở bên nhà. Thì là trước tiên mà chúng đón cháu thì có cái lễ xin đón dâu, thế là mời đại diện họ nhà gái chấp nhận để lên lễ tổ đường. Thì, xin vâng, xin được mời quý vị chị và các bạn dành cho bác trưởng đoàn diện tiền tay một tràng tay đông nhiệt nhé. Vâng, thưa quý vị, là không ra thì như rộng kề bờ, cứ mong được rẻ đêm chờ được dâu. Kính thưa các cụ, các bác, bà, cô chú, chú bác về đại diện cho một nhà trai cũng như toàn thể là gia đình chúng ta. Thì hôm nay là một nhà trai thì có ý kiến và hiện là đang mong được ý kiến là xin toàn thể quan viên của đội nhà, và xin toàn thể lễ dành cho chú rể một tràng tay lớn nữa. Vâng, xin trân trọng chú rể và ông bà cô dâu ra để thắp hương tiễn cáo gia tiên. Vừa trong khi chú rể vào trong nhà đón cô dâu ra làm thủ tục cần thiết, thì mình ban tổ chức xin được trọng kính mời các cụ, công các bà, các quý dây chồng của dưới nước cùng đến chúc chúc tiệc này của chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Đâu
hơn trăm triệu. Có đất đẹp hơn trăm Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, vâng và thế là từ đây cha yêu vợ thì ăn say công tác, cái thương chồng trung hậu đảm đang, việc nhà việc chợ lo toan, từ đây hai bạn làm con một nhà, chung giường chung chiếu chung chăn, chung chăn chung gối chung câu hẹn thề, thế rằng mãi mãi về sau yêu nhau chung thủy bên nhau trọn đời. Và xin toàn thể lễ chúc cho con dâu chú rể ngày này sang năm dứt khoát khỏe và con bé con bồng chia tay. Vâng, đầu lòng có lẽ là một cậu phúc của cô là cầu cô đẹp trai như chú rể ngọc bích, yêu văn nghệ thích thể thao và uống rượu không có đối thủ. Vâng, và 5 năm sau thì sản xuất ra một cô công chúa mắt phượng mày ngài, thắt đáy lưng ong giống cô dâu thanh tịnh, vừa kéo chiều chồng lại kéo cả nuôi con. Và xin toàn thể lễ dành cho con dâu chú rể một trái tay luôn nhiệt chút nào. Vâng, nữa xin chào kính mời các cụ ông các bà con quý quý rơi chầu dưới đất của người hạnh phúc, chúc tương lai cô dâu chú rể. Và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời song thân phù mẫu của cô dâu. Vâng, xin mời song thân phù mẫu của cô dâu hãy ra trước đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể trao cho hai con của mình món quà trong ngày cưới. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời ba mẹ của mình. Do điều kiện thời gian để về nhà trai để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Thanh Tình và Ngọc Bích, do vậy là tất cả cô dì chú bác ai có quà tặng cho cháu thì sẽ khẩn trương, tại vì là 1:15 là nhà trai sẽ đón dâu về để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu, cho nên thời gian rất là hạn chế, cho nên là chúng ta sẽ khẩn trương. Quà này bố mẹ tặng con, mong rằng hai đứa sắt son một đời, dù cho bề cạn núi rời, mong rằng hai đứa trong đời thủy chung. Xin toàn thể lên dành một tràng tay đồng nhiệt và món quà đầy ý nghĩa từ bố mẹ của dâu nào. Vâng, và để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời hai bà nội và bà ngoại của cô dâu cũng có món quà trao cho hai cháu của mình nhân ngày cưới. Vâng, xin mời bà nội ạ. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, với món quà này thì hai bà đã chuẩn bị hơn 20 năm nay. Hôm nay mới có dịp trao cho cháu của mình. Bảo bảo mời cái đứa trẻ con nó ré ra tí. Rồi, thằng ba, hai cháu ngươi nhìn ra đây nha, ba ơi. Anh nhìn ra đây cháu nha. Vâng, và để tôi nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời các bác của cô dâu. Vâng, xin mời các bác của cô dâu cũng có món quà trao cho hai cháu của mình nhân dịp ngày cưới. Vâng, xin mời các bác ạ. Vâng, xin mời các bác của cô dâu ạ. Xin mời các bác hãy lên trước đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể có món quà trao cho hai cháu của mình nhân dịp ngày cưới. Đây đây đây. Xa ơi. Xa. Ngồi đấy mà bỏ bỏ cái cháu nó ra ta tí. Bỏ cái cháu nó ra. Mặt kia kìa.
Vâng, và đến với chương trình nhà, xin mời cô của cô dâu. Vâng, xin mời cô dâu cũng có món quà chào cho hai cháu của mình. Cảm ơn, pháo nào. Vâng, và để tiếp nối chương trình nhà, xin mời các mợ. Vâng, xin mời các mợ của cô dâu cũng có món quà trao cho hai cháu của mình nhân dịp ngày cưới trọng đại hôm nay. Chồng mình mát, chồng mình cứ như muôn mệt. Cháu ra đây. Xuống chào đi. Vâng, đây là món quà của các bác và các mợ cô dâu. Vâng, và để tôi nói chương trình, xin mời em trai của cô dâu cũng có món quà trao cho anh chị của mình nhân dịp ngày cưới. Vâng, với món quà này thì em trai của cô dâu cũng đã đi làm rất là lâu rồi để có món quà trao cho anh chị của mình. Để tiếp nối chương trình, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời ông bà, bố mẹ, cô dì, chú bác cũng như toàn thể đại gia đình của họ nhà gái chúng ta. Xin mời quý vị hãy lên chiếc đài hoa hạnh phúc của cô dâu, chú rể để chụp những thứ mình đào lưu niệm nhân dịp ngày cưới của Thanh Tịnh và Ngọc Bích trong buổi chiều ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời đại gia đình của họ nhà gái chúng ta. Xin mời quý vị hãy lên chiếc đài hoa hạnh phúc của cô dâu, chú rể để chụp những thứ mình đào lưu niệm. Vâng, lúc này chỉ còn ít phút đồng hồ nữa. Vâng, chỉ còn một ít đồng hồ nữa thôi là sẽ đến giờ họ nhà trai đón cô dâu Thanh Tịnh về làm con trong nhà, làm dâu cho họ bên phái đoàn nhà trai. Vâng, tôi chắc xin được chào kính mời các cụ công, các bà, các nhân quý tiếp tục nghỉ ngơi sớm được mời chầu, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới cô dâu chú rể trong buổi chiều hôm nay. Vâng, xin mời các bạn nam thanh niên đang ở phía ngoài hôn trường cưới, xin mời các bạn hãy ngồi lán lại tại phòng cưới sơ chầu dưới nước, là vì thời gian vẫn chưa đến. Vâng, xin mời các bạn hãy cứ lán lại đó ạ.
tin em lại bên người ơi đừng nhớ con đò chồng đồng cõi cô bình yên. Vâng, kính thưa quý vị anh chị và các bạn, lúc này vẫn còn khoảng 5 phút và còn 5 phút đồng hồ nữa là sẽ đến giờ chú rể Bích Ngọc Bích và phái đoàn Hạnh Trai sẽ đón cô dâu Thanh Tịnh về làm con trong nhà làm dâu cho họ bên phái đoàn Hạnh Trai. Cùng nữa xin trân trọng kính mời các cụ công các bà các vị khách quý cùng toàn thể bầu bạn nam nữ thanh niên vẫn tiếp tục nghỉ ngơi xơi nước ngồi đây. Và xin mời các bạn của cô dâu, vâng xin mời các bạn của cô dâu hãy tiến về phía đài hoa hạnh phúc của cô dâu chú rể để chụp những tấm hình đầu lưu niệm nhân ngày cưới trọng đại của bạn mình. Chờ các cháu nó ra tí đã. Chờ các cháu nó ra tí đã. Thank you.
Ba đứng yên mà chụp, đứng yên. Nào. Chưa. Được rồi. Nào, đó, hai đứa vào đấy. Đi. Đi. Ra đây. Ra đây. Hai đứa cô, hai đứa cháu của bạn đi ra đây. Thôi, về nhà, về nhà. Đi. 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 Bên nào cũng đẹp một mối hết. Vâng. Xem mình đi, ngồi xem xe mình đâu. Thôi giải tao đi. Không sao, không đi đi cháu, cháu. Không, tao đi ô tô cơ mà. Xe thế nào? Điên cả. Xe nào? Xe nào? Xe nào? Xe nào? Xe nào? Xe nghe đi. Thế mà chặt đi. Cười lên, mai lại sang uống rượu cơ mà. Chứ gì nữa bây giờ con rẻ với cả bố vợ uống rượu nhau uống đi. Chứ gì nữa. Thôi. Về trước.